mới bán hai nhà này đấy chắc. Dạ. Còn hai vợ chồng tháng ba thì chuyển đi bán đây ăn cửa thì nó mang lại luôn. Có 13 cái này hết hạn à? Mà nó mình lính đây mẹ nắm nắm con nắm rồi trong bờ biển á, mà đưa vào cái anh cụ thì mệnh thảm như vậy, nó lâu quá nó chưa uống quá nó hỏi bảo con nhắn nó nhưng như người Việt 13 ngày về nhiều lắm thì thề mà có hàng thì mình cứ dùng thôi. Con biết tôi con cần người 13 ngày không cái thề thề bạc cũng được bạc có đẹp thề không trong coi thề nữa. Như bạc múa thì còn mình nghe rằng 10 ngày cỏ bạc ấy. Còn 10 ngày á, 10 ngày bạc. Dạ. Nghe bây giờ bạc múa được cái đó nó còn chuyện đó. Dạ. Hồi nghe mới chuyện đó. Chuyện cho bạc à? Thì là giống như bên con hàng thì sáng ngày á thì qua chuyện nắng đi qua bên kia rồi đó. Thì đúng như bạc nhiều chứ bạc ra hàng thêm cái chứ nữa. Ra thì nhiều chứ bạc ra hàng thì khoảng 10 ngày sau được là bạc có thể mới cho đó. Có cái kể như thành thái bên chủ nguyên là bạc. Thế như bên đến 30 mấy một. Có 17 ngày như vậy. Dạ, đúng rồi. Nếu như mà mình hình tình là giống như chuyện như vậy chứ nhỉ. Thế đấy cái mình vô mới mới chuyển qua lại. Mà sau chuyển qua là mình lại chuyển mới cho khoảng 17 ngày như vậy là có á. Thì dễ đó. Không nghĩa chứ bạc có 17 ngày thì bạc mua luôn chứ nhỉ. Thì mua luôn. Dạ. Thì giữa, dạ. Mua tiền cắt. Thì mua được dạ. Để mình nổi lại. Dạ thì còn 10 ngày này bạc kể sẽ mới có thành như bạc với trung đỉnh 30 tháng 7. Nên cần con chút là như thế nói rồi. Dạ. Nếu mình lại trình mới á. Thì mới còn 10 ngày bạc có. 10 ngày bạc có. Dạ. Hồi đề biệt thì dạ. Chưa đảo đáng thẻ bạc mù qua đây. Dạ. Thì khoảng là không sáng mai để đánh qua. Dạ. Nhưng mà là chỉ tính khi con 15 ngày thì thoải mái là cũng bạc mua cái kia cái sau khi có thể mới là thứ mà chúng mình là hai thứ hai chứ không được. Dạ đúng rồi. Dạ. Chứ không phải là mà đi sạc cho đóng thì đi cho để mua tiền mới chứ mình cứ vắt trên thà để đi nữa. Chứ em mà yến đến với cái nắng 7 tháng 6 mà đến với mình cũng được bán bình thường lại nữa. Thì em cũng nói làm cho cái gì đó. Dạ. Dạ chứ còn nguyên ngon có bạc học nhiều thà như như em. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Dạ được chưa? Dạ mình qua đây lấy. Chạy thôi dạ. Lúc bạc múa còn 10 ngày sẽ có thẻ cho bạc. Dạ. Đấy là mình mở lại để hái thẻ đi là mình hái thẻ ra. Hái thẻ 1.368.000 ngàn. 1.368.000 ngàn. Dạ. Lâu không chẳng. Dạ người đầu tiên là 800 đó. Người đầu tiên là 8 ngàn, có người thứ hai là 564 ngàn. Người đầu tiên là 800 là 5 ngàn. Để một mua một người á. Không thì là nắm mua lâu năm thôi á. Dạ. Nếu không thì kể như theo cái mức kể như vậy thì mức nắm là thôi á. Dạ người dạ. Là mua đầu tiên là mấy tấn? 800 là 5 ngàn. Người đi 800 mua. Dạ. Mà mua hai người, người thứ hai thì giảm mới có 564 ngàn. Mà kể như là giảm một đợt đi thôi, cho con mà sáng là giảm cùng ra. Chứ có nghề kiểu... Mình nắm nắm rồi hành cũng như vậy hả? Dạ đúng rồi. Vì kể như kia rồi có biết thích vậy? À, vậy là cả hai người là mấy? Hai người là 1.368.000 ngàn. Dạ.
năm năm á, khi mình đi viện thì nó có hỗ trợ vẫn có nhiều chỉ chất hơn, chứ phải giả mua ra, giả mua ra. Vì hồi cái lúc này mình mua chứ cái này, nếu như không vậy là mình có làm gì mời nữa đó. Dạ đúng rồi. Mời là mình hàng tháng tiền nữa đó. Thì có hàng của bệnh viện thôi, tiền là kiểu thời hàng của mình rồi, chúng mình mua hồ thì mình đi dùng được á. Chúng mà... À, mình dùng được chúng mình. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, chúng mình... Cái bệnh viện là mình mua hồ thì dạ, đúng rồi. Chứ mà cả như mùng 1 tháng 8 này thì thà ấy, mà bạc được chưa mua bạc đến mùng 5 thì trong 4 ngày nữa bạc cũng dùng được á. Còn thời hàng dùng. Dạ thôi, có người bạc kiếm được kia thì bạc dùng thôi. Giống như điện thoại và người đó. Dạ, 3 giờ đó. Yeah.